Hello. Hello, hello. Translate to talk with me. Hôm nay cố gắng online sớm xem có nhiều người xem hơn không. Hôm trước on muộn nên là ít người xem quá. Welcome. Welcome to my channel. Hello.
đang unlock cơ, động vào nó mất cái unlock ở trên nhà. Hello bạn Lu Ngáo, mình sinh năm 92, mình 30 tuổi rồi. Thế mà nó là tiếng Anh người nước ngoài à, do mình để các kiểu video tiêu đề tiếng Anh kiểu nên là tiếng nước ngoài. Sao anh không làm clip bên Android á? Do quay trên điện thoại nên là nó hơi lằng ngoằng, upload các kiểu nó hơi lâu, mà Android app của mình nó cùi hơn nên là cũng lười cày. App này nó nhẹ hơn thì hay quay ở trên máy tính tiện thể upload lên luôn. Sao level con Homala ít vậy? À, con đấy mình lâng làm cảnh thôi chứ mình không không dùng là team chính nên chỉ để level 20 chơi chơi thôi. Fan anh từ lúc sự kiện Ai Cập đến giờ. Thế à? Không biết. 2017 lâu thế nhỉ? Bạn chơi game cũng lâu phết rồi. Mình chơi từ 2016. Bạn 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 sinh năm bao nhiêu? Bao nhiêu tuổi rồi? Game này chủ yếu vẫn là các thanh niên vẫn còn đi học sao? Hai con em mới nói đi. Con Homala nó còn gì nhỉ? Apo Kalispe. Giờ thì mình đang làm nhiệm vụ để kiếm điểm chơi xuất sắc đã. Sinh năm 2000 à? Sinh năm 2000 thì giờ đi học đại học rồi à? Cuối tuần không trở đấu đi chơi mà ở nhà xem nó. Devin con Devin Devin à? Ở đây mình có hai con luôn. Visit. Con này nó đang ở trong trong kho cơ. Đây Devin là con này hả? Chắc phải hóa vàng thôi. 2k mà đi làm nữa. 2k tưởng vừa mới ra trường.
tên nó là gì nhỉ? No, I'm speaking Vietnamese. I don't speak English well. Ngày trước xem kênh anh với kênh Thành Easy suốt, bây giờ Thành Easy nghỉ rồi, anh biết đấy không? Mình cũng biết, ông ấy nghỉ chơi game này thôi, còn ông ấy chơi game khác, kênh của ông nhiều sắp, nhiều sắp hơn mình nhiều gấp chục lần cơ. Mình là chơi chơi thôi, ngày đi làm tối về hay xin chém gió thôi chứ mình không chuyên. Chết rồi, vừa lấy mạng lag này nè, lại phải skip đống này để lấy food. Hello bạn Hải Hoàng Hải nha. Hôm nay livestream sớm có vẻ nhiều người Việt Nam hơn. Mình làm gì á? Mình đang làm lập trình viên cốt dạo thôi. Ngày cốt dạo tối về livestream chơi game. Buổi lên mạng lag là live giống không tính nhỏ. Đen bãi, giờ lại phải skip mất 20 game. Link Facebook mình không dùng Facebook mấy. Mình làm công ty có tên tiếng Anh là David nhá. Mọi người gọi là David cũng được. Ok, xong rồi. Đã xong 6 cái nhiệm vụ để lấy 1200 điểm, rồi có nhiệm vụ tiếp theo được 600 điểm luôn là mở hai cái dương màu xanh. Lúc đầu em tưởng anh là người nước ngoài cơ. Chắc do video mình còn để lên tên tiếng để tiếng Anh nên là mọi người đều tưởng là mình người nước ngoài. Có Facebook nhưng mà mình lâu lắm mình không vào, mình không dùng Facebook mấy, mình ít dùng mạng xã hội nên là không dùng Facebook. Đi làm bận chẳng có thời gian mà chém gió. Em không thích chơi búp giống anh, dường già lắm. Thay vào đó thích đánh X3 bằng lửa sét ánh sáng. Em cũng thích chơi rồng độc bằng lá lửa bóng tối, rất có lợi để đánh chung nhon. Nhưng mà mắc chơi kiểu mắc đan như thế thì chắc đi được ít. Mỗi lượt bạn bạn đi được bao nhiêu con, khoảng bao nhiêu con. Mình hiện tại đang khoảng 50 con mà phải búp các kiểu lên thì mới trụ được, chứ mắc đam thì vào nhanh chết lắm, nó càn quét phát là ở ngay. Chào bạn Hoàng Khôi nhé, chỉ mọi người like dòng huyền thoại được không ạ? Dòng tháng á? Dễ mà, các bạn cứ vào cái trang web của mình nhé, xong tìm các cặp, một con có 3 nguyên tố, một con có 1 nguyên tố ấy, tỷ lệ ra cực cao luôn, xong tìm con nào nó ít rác ấy, like thôi vài lần là ra. Nếu mà có điều kiện thì dùng cái double X ấy để chọn trứng luôn. X5 chưa được X5 phát X500 là em
Mới anh là người Việt Nam nên hỏi mới nhiều được. Ở quê ở đâu đấy tại anh? Hiện tại mình đang ở Hà Nội. Quê mình ở Hải Dương. Mình lên Hà Nội học từ 2010 đến giờ và bon chen ở trên này được hơn chục năm rồi. Huỳnh Thanh Trang. Mình cũng ngày xưa mình có ở trong group Dragon Manager Việt Nam thì phải. Cũng biết mấy mấy bạn khá là VIP trong group. Ricky Bùi rồi Nguyễn Văn Đính. Vũ Anh, Vũ Đăng Anh gì đó, Huỳnh Thanh Trang, biết mấy bạn ấy biết hết. Top 8 server Android à? Ở đấy hôm trước cũng đang cày cuốc để lên top đầu dòng đấy thì mình mới phát hiện ra là không cần up level, không cần chờ cái sự kiện Dinner Time nữa mà mình có thể đeo huy hiệu cho dòng luôn. Dòng level 4 là đeo được huy hiệu rồi nên là mình sẽ đeo trước huy hiệu cho dòng để tăng cái điểm đã. Đang là 199.000 rồi. À, có token để nai con Pinata này à? Thế thì phải tranh thủ like. Hôm nay có cả khuyến mại sò nữa này. 3 đô mà được 800 kim cương nữa này. Để xúc. Cũng ở Hải Dương mình ở Nam Sách. Bạn có Nam Sách không thế? Hello bạn Lộc Zutaki à? Anh nghe qua Tống Đức Chiến chưa? Tống Đức Chiến là ai? Nghe lạ thế. Bữa trước em nói lộn, em đánh Yuan chết rất lâu nhưng 99,99999% con mạnh nhất luôn trụ đến cuối. Nghĩ lại giờ qua task có lợi hơn nhiều và cứ nghĩ đánh càng nhiều càng tốt thôi. Đánh task nhưng mà nó cứ có cái task tấn công rồng, đánh bại rồng bằng bằng weak skill ấy. Cái lâu vãi, lười. Mình cũng lười nên nó cứ đánh ào ào cho nó xong. Khoảng 50 con xem nào, mình đánh được cả tuần mình đánh được 474 con mỗi ít điểm. Ở hết rồi à? Thắt đường. Để sở hữu rồng bậc A với rồng bậc D thì có phải lạp hay cày chay được ạ? Nếu bạn sở muốn ví dụ sự kiện D hoặc sự kiện A, nếu bạn muốn có rồng chùm các kiểu thì phải lạp hoặc là trăm cày ngày cày đêm các kiểu, nhưng chắc cũng vẫn phải bỏ tiền vào. Còn đâu chỉ lấy một con, ví dụ như mình ở đây mình không có thời gian cày nhiều lắm, mình chỉ lấy một hai con thôi ấy, thì cái con ở trong Dragon Boat ấy xuất sắc ấy thì cày khoảng 1 tháng là lấy được con đấy. Còn cái con phải mở dương ấy, đổi 500 vé thì con đấy hên xui, nhưng mà trăm cày dung eo này thì chắc cũng được một con, mở vé nhân phẩm nữa chắc cũng sẽ được một con. Còn để mà lấy chùm thì phải chắc phải làm thẻ mua thêm vé để mở thôi. Gần chỗ em toàn lê à, bạn ở chỗ nào? Mình giờ trên Hà Nội nên ít ít về quê, ngày xưa còn hay về, hồi sinh viên còn hay về chứ giờ vợ con các thứ ở trên này nên là ít về, năm về 2 3 lần. Anh nạp bằng thẻ Visa hả? Tống Đức Chiến trong một group có luôn luôn đó, người đầu tiên có xin E bên iOS. Ồ, cái hiệu E Epic mình tưởng dễ mà người đầu tiên cả. Mình nạp bằng thẻ Visa, dùng thẻ Visa của Tiên Phong Bank. Tôi chỉ có nạp để mua cái nhà lại được 500 đồng rồng rồi. Chỉ là mua cái nhà lai rồng thôi, 5 đô được 2 tháng nên là lai không miss rồng tháng thôi, còn lại thì cũng chả mua gì nhiều. Ngày trước còn mua mấy cái Dragon Pass Master, giờ thì thôi không mua nữa, không 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 có gì đặc sắc. Ngày xưa không có A nào trùng hệ, giờ đã hai con.
là sao? Tính như một D một L một A được không? Một L Legendary thì bây giờ có vẻ hơi 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 cổ rồi, tại vì L nó ngày xưa thôi. Ngày xưa không có A không có D thì N còn bá đạo vì không có con nào đánh nó bị kỹ năng yếu được ấy, à bị kỹ năng strong được ấy. Nhưng bây giờ thì chơi A với chơi D nó có lợi hơn vì nó búp được hoặc nó hút hút các búp có lợi của địch nữa, nên là tốt hơn. Chứ Legendary giờ ít người chơi, sưu tầm là chính thôi. Thẻ Visa ảo làm được không? Chả biết làm thẻ Visa ở đâu. Mình chưa thử, hình như là được thẻ Visa ảo được ấy, vì mình có dùng cái thẻ của bọn Payola ấy. Không có thẻ thật, không thẻ vật lý nhưng mà có thẻ ảo thì thấy vẫn thanh toán được. Hi super, welcome to my channel. Làm thẻ Visa thì bạn ra ngân hàng, bạn đi làm rồi thì ra làm thẻ Visa dễ mà. Đủ xét xét đang dã chết rồi. Mình không không dùng thẻ Visa mà mình dùng thẻ debit, có bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu thôi chứ không tiêu quá, nên là nó cũng đỡ rủi ro. Hello super, I'm fine, thank you. How about you? Ra ngân hàng hay nó làm cho cái thẻ nó thích quá. Hello bạn Toàn Lê, bạn là xã Hợp Tiến á, bạn là làng nào đấy? Đồng Hương à? Giỏi đâu, mình dạo này đang livestream chủ yếu một phần là để luyện nói tiếng Anh nữa. Chưa học tiếng Anh mà không nói mà cứ chat rồi đọc thì nó không hiệu quả lắm, vì đi làm còn phải giao tiếp nữa cơ chứ không ai ngồi chat cả. Nên là mình cố gắng livestream vừa chém gió vừa luyện tiếng Anh luôn. Làng đầu vai. Mình ở Làng La này bạn Toàn Lê rồi. Nam Sách là huyện thôi chứ không phải mình ở thị trấn. Mình cũng ở Hợp Tiến ngày xưa. Mà giờ mình ít ít về quê hơn rồi. Vãi, gặp Đồng Hương. Sorry, I don't understand your question. Supri. Supri. Does this spoon piss you off too? You mean this Jungeon battle? It really hard with energy element with burnout effect. My team has been defeated. Now what should I do? Quả ngồi vào cái set đấy nó dã cho bay màu rồi. Thôi nhân tiện đây mua cái con sói luôn. Sao lại không mua được nhỉ? Lag à? Sao clan anh không để hình con khác ngầu hơn? Clan ngày ngày xưa hổ báo lắm, bây giờ off hết rồi. Mấy ông chùm chiếc chùm xó kiểu off hết rồi, nên là mình cũng nhiều người mời sang clan khác, nhưng mà thôi ở lại đây chờ mọi người quay về vậy. Hồi trước chả sao chẳng chẳng biết sao mình bị mất cái chức leader, giờ xuống thành cô founder. Mấy ông này toàn trước cày chăm lắm nhưng toàn nghỉ hết thì sao ấy, 45 ngày không online rồi. Mình cũng không 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 edit được à đây. Học mà xem anh đúng hay luôn. Mình cũng đang tập livestream chém gió thôi, chủ yếu luyện tiếng Anh là chính. Các bạn vẫn đi học thì chịu khó cày cuốc tiếng Anh và ngoại ngữ vào tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. Sau đi làm thằng có ngoại ngữ lương gấp đôi gấp ba thằng thằng không có ngoại ngữ, xong
lại còn có cơ hội thăng tiến nhiều hơn vì nói chuyện với sếp nhiều, sếp quý, sếp cất nhắc cho làm vị trí nọ vị trí kia, chứ không có ngoại ngữ thì cứ làm nhân viên quèn thôi, lâu giàu lắm. Anh người miền nào? Mình người miền Bắc á. Mình ở Hải Dương và đang ở Hà Nội. Hôm nay mình sẽ tiếp tục tiết mục đeo huy hiệu cho mấy con rồng này để đua top đầu rồng nhá. Mục tiêu là top 5 server. Top 5 đầu rồng server. PC anh mạnh lắm nhỉ, quay clip không thấy lag luôn. Mình kể cho các bạn nghe, ngày xưa mới đi học ấy thì ở nhà trọ nên là dùng laptop, vì dùng máy máy cây thì tốn điện mà, nên là thôi dùng laptop. Sau này mua nhà các kiểu rồi dùng điện điện giá nhà nước rồi, có 1.500 2.000 một số thôi, nên là mạnh dạn đầu tư quả máy cây, nó mạnh hơn laptop nhiều mà nó ổn định các thứ hơn, livestream kiểu thoải mái luôn mà giá nó cũng rẻ. Laptop gaming nó kiểu phải 10 18 20 triệu, 25 triệu thì mới ổn áp, nhưng mà máy cây chỉ khoảng 15 triệu là chơi được rồi. 15 triệu hoặc là ngon nữa thì 17 triệu, à mà 20 triệu. Con của mình là 18 17 triệu thì phải. Mua 2 năm rồi. Dùng ổn áp phết. Nhưng mà đang muốn nâng cấp, chơi thêm các game khác cho nó xôm. Chào bạn Trần Trần Quốc Khánh nhá. PC anh loại nào á? Laptop thì mình không dùng đâu, mình cho anh trai mình rồi. Rồi mình đang dùng PC. Hai màn hình như kiểu cho nó rộng rãi. Còn khóc. Mình ngồi trong phòng kín nhưng mà vẫn có tiếng thằng con đến giờ này là bắt đầu quấy khóc nhức đầu vãi. Học giao tiếp có lâu không anh nhá? Học thì nó có nhiều khóa, học khóa 1 tháng 2 tháng 3 tháng, nhưng mà học đấy thì nó hơi, nếu mình không luyện nhiều thì cũng lâu lên lắm. Mình vừa rồi phải đăng ký một khóa giao tiếp học 1:1 với cả giáo viên người nước ngoài, mỗi ngày học khoảng 1 tiếng, buổi sáng tuần 3 buổi 2 4 6, thì để luyện cái phản xạ tiếng Anh của mình nó không bị sợ nữa, nghe nữa bị ngáo ngáo. Ngoài ra phải tích cực nghe tiếng Anh nữa thì nó mới lên nhanh được. Luyện nhiều thôi, có công mai sắt có ngày trai tay thôi, chứ mỗi người một năng khiếu, mỗi người một kiểu nha, hỏi thời gian thì cũng hơi 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 khó. Hôm nay đông đông người Việt online chém gió sướng, mọi hôm ít người hơi buồn. Cấu hình laptop của mình nhá, cấu hình laptop của mình là Ryzen, mình dùng chip Ryzen chứ mình không dùng Intel. Ryzen 5 3600. Các đồ họa VGA là 1650, RTX 1650S. Mua cái hồi coin nó đi xuống nên là rẻ. Thế thôi, 16 GB RAM. SSD 1T, mình tao chơi SSD không chơi HDD. Màn hình thì hai con 24 inch. Nhẹ nhàng thế thôi, vừa sức cân các thể loại game rồi. Sâu mặt á? Thôi, xấu dai không dám sâu mặt. Chắc bao giờ là trăm nghìn sắp thì sâu mặt. Ngày trước anh còn chơi cả Windows Phone. Đúng rồi, cái hồi mới bắt đầu chơi game này là Windows Phone mà. Mới mua cái điện thoại, mới đi làm mua cái điện thoại HTC X, tìm trên cái store của Windows Phone mãi không có game nào chơi. Xong rồi sau lại tìm một game này chơi, thế là cày cuốc. Hồi đấy máy cùi bắp lag tung tóe nhưng mà vẫn cố gắng cày cuốc qua bao đời. Xong mãi về sau mua được con laptop
chị xịn hơn tí thì tải được cái game này về chơi. Thế là từ đó cứ chơi trên laptop rồi bắt đầu quay video nhiều hơn hồi 2016 thì phải. May là nó không xóa trên cái nền tảng Windows này chứ không thì đen. Ok anh sẽ tiếp thu, cố gắng học vào. Bạn bạn Toàn Lê là bao nhiêu tuổi rồi? Anh làm ở nhà hay đến công ty? Mình đến công ty làm, dạo trước cũng định có ý định nghỉ việc để làm ở nhà làm remote, lương cao hơn làm với bọn nước ngoài, nhưng mà nó làm đêm, tức là nó làm múi giờ nước ngoài của Mỹ ấy, lệch giờ với mình, mà làm ở nhà thì nó lại hơi tù túng. Tính mình thích kiểu đến công ty giao lưu chém gió với anh em chứ không thích ở nhà một mình quay đi còn lại trong phòng ngột ngạt, thế là lại từ chối lại tiếp tục ở lại công ty cũ làm đây khoảng 7 năm rồi. Em năm cuối lớp 12 à? Lớp 12 là sinh năm bao nhiêu nhỉ? 2 lẻ mấy à? Thằng em mình 2 lẻ 3 đi học 2 năm chắc 2 lẻ 5 hay 2 lẻ 6 gì đấy à? Trẻ vãi. Rồi em không hiểu anh đang đua top 1 gì luôn á, chị em đi. À, hôm trước bạn Bùi Đình Tùng ấy ngồi chém gió hôm kia thì phải. Ngồi chém gió mình đây này, mình hiện tại mình đang được đua cái top đây này, cái top bạn ấy gọi là top đầu rồng Dragon Collector, là khi mà thu thập sưu tầm càng nhiều rồng thì được càng nhiều điểm ấy, thì mình đang được khoảng 200.000 điểm rồi. Mà cái top top server thì khoảng 411.000. Thì em đọ lấy máy tính ra, à không, đọ lấy kỹ năng học sinh chuyên toán ngày xưa ra nhẩm thì mình có khoảng 700 con rồng, up ít các thứ lên thì lên cũng được khoảng 360 mấy nghìn thì phải, cũng lên được top 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 5 ấy. Thì đang chờ cái sự kiện Dinner Time để cho xả xả để xả hoa quả. Trong thời gian đấy thì mình có thể cho rồng đeo huy hiệu cường hóa sao cho nó để nó lên điểm. Để đang lên dần chứ cứ để dành như hôm đấy thì hơi lâu. Mà cái bọn điều tiêu này cũng đeo hết huy hiệu vào cho nó tăng điểm. Đấy, điểm này này, điểm xanh xanh này, 240 điểm này. Toàn đây cũng hướng ngành công nghệ thông tin nhưng không biết học từ đâu. Có gì anh cứ xin bí quyết. Giờ nhiều người đi học công nghệ thông tin vì đang là xu hướng. Bạn chịu khó học ngoại ngữ vào thì công nghệ thông tin nó mới dễ. Tại vì đi làm ấy thì ví dụ hai sinh viên mới ra trường thì người ta sẽ ưu tiên những người thanh niên giỏi ngoại ngữ hơn là thanh niên không giỏi ngoại ngữ, kể cả có tech có giỏi hơn tí nhưng mà ngoại ngữ vẫn tốt hơn. Họ hàng Bùi Đình Đồng hỏi họ hàng người quen người thân của anh cứ biết anh là game không? Không, cái này chả chả ai biết mình có kênh YouTube này luôn ấy, tại vì mình cũng hơi kín tiếng trong cái việc làm dự án làm chơi bên ngoài ấy, mình chả nói với ai cả. Có vợ thì ở cùng thì biết thôi chứ còn anh em nó kiểu cũng chả biết luôn. Chơi chơi thôi. Không muốn nó public nhiều, nó ảnh hưởng đến nhiều thứ hay thôi. Ông đờ đờ MK chứ, đờ KM. Thì cầm dây game 6 số kinh anh nhỉ. Game nhiều thế thì không biết là ông ấy làm thật hay gì, nhưng mà có thể vài trường hợp kiểu nhà phát hành họ hỗ trợ chẳng hạn, chứ chứ game ví dụ làm ví dụ không khuyến mại là 1 triệu mới được 4.000 game, à đâu 2 triệu chứ, hiện tại 1 triệu được 4.000 game, mà 40.000 game sẽ là 10 triệu. Ông kêu 400.000 game 100 triệu. Vãi nồi. Thôi, nạp nhiều thế chịu.
họ có thể bớt, chắc là không bớt được game này, nhưng mà có thể là họ giàu thật, họ nạp nhiều game, làm nhiều game chắc có thể mấy ông nhỏ ngày xưa mua được Bitcoin chẳng hạn, Bitcoin các thứ tiền như nám ít thì chắc là vô tư. Em trong clan của JPK Hill, thằng đó cày nguyên ngày. Ồ, Nguyên Tuấn à? thế à? Mình thì game này mình không cày nhiều, mình chỉ vào ngày 2-3 lần để thu hoạch các thứ thôi, chứ không không cày cuốc nhiều, tại vì cũng chẳng có gì để cày ấy, cày game này thì cũng chẳng biết cày cái gì nữa. Jungleon thì phải chờ sự kiện các thứ thì nó có thời gian chờ ấy, xong cái đầu rồng này rồi. Ok, last until success reading có thời gian không nhỉ? À, tức là cái này nó cái token permanent breeding token, tức là nó cứ ở đây mãi mãi chứ không có hạn như những cái kia. Bao giờ mình lai dài thôi. Ngon, không phải lai gấp. Cho em chia sẻ vài điều khi em đi học với được không anh? Bạn Godzilla RX Việt Nam, bạn bao nhiêu tuổi rồi? Bạn đang đi học cái gì? Tưởng bạn đi làm gì? Đi làm rồi chứ. Anh có nhậu không? Họ nạp anh ơi, có nạp trực tiếp trong clip. Tại mình không 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 theo dõi, nếu mà nạp thì đúng là nhà có điều kiện. iOS book được, bên đó top toàn người Trung Quốc. Cày top anh. Book được, book được thì bất được thì chán lắm, người khác nhìn vào cảm thấy chán đấy. Chào bạn là Phạm Nghĩa nha. Yeah, welcome Marcus Go to my channel. Sinh năm bao nhiêu? 2010 à? Trẻ vậy. Lớp 8 mà lớp 8 hồi đấy bắt bắt đầu học hóa à? Không biết bây giờ học hóa tới lớp mấy, ngày xưa mình học hóa cháy lắm. Đi học giờ ra chơi em cứ bị đám con gái xuống vô làm phiền, anh có cách nào giúp không? Ông lại chém gió. Làm phiền gì, lớp 8 thì nó làm phiền cái gì? Học có giỏi không? Lớp 8 ngày xưa còn cắm mặt chơi điện tử. Gái gú là gì đâu. Anh có biết trường công nào trên Hà Nội đào tạo tốt công nghệ thông tin và giá cả hợp lý không? Toàn Lê à? Ngày xưa thì mình mãi chơi game quá. Hôm sau đi thi tốt nghiệp cấp 3 thì hôm trước vẫn lên quán net ngồi cả ngày. Phụ huynh phải đi tìm về để nhắc hôm sau đi thi. Xong đến vẫn vẫn tại đấy thi ở dân lập vẫn vẫn tốt nghiệp cấp 3, xong là thi đại học thì mọi người bạn bè toàn lên lên Hà Nội ôn thi, à lên lên Hải Dương ôn thi, mình lên hẳn Hà Nội ôn thi, xong không ôn toàn đi chơi, toàn ra tạ quang biểu chỗ Bách Khoa đánh đế chế chơi MU kiểu hết là 5 triệu thì về thi trượt đại học, định đi nước ngoài nhưng mà mẹ thương lại cho đi học tiếp, học không học đại học, học Aptech thôi. Học khoảng 25 là đi code là mầm rồi. Công nghệ thông tin là bạn mình, tức là giờ đại học thì hầu như nó hoặc công nghệ thông tin nó là trend hay sao ấy, thế là thi nhau mở khoa công nghệ thông tin để học, nhiều người học lắm. Mình biết thì theo mình biết thì có hẳn trường đại học
Công nghệ thì phải. Đại học công nghệ ở chỗ Đại học Quốc gia Xuân Thủy. Còn giá thì mình không không biết, học phí các kiểu đại học chắc rẻ hơn là các trường kiểu FPT hay là Aptech các kiểu chắc là rẻ hơn, nhưng mà lại phải học thêm mấy môn kiểu triết hoặc là quân sự các thứ mà khá lâu. 4 5 năm thì phải. 4 năm. Mấy thằng bạn mình học đấy 4 năm. Hello, hello. Ngày nào anh cũng nay cho vui đi anh. Tại vì mình cũng đang thu xếp tập trung live nhiều hơn, xem gió mọi người cho vui, luyện tiếng Anh nữa, tại vì cái lớp học một một tiếng Anh của mình sắp hết rồi. Lớp học buổi sáng mình cũng không dậy sớm để học được nên là đang nghỉ để chờ, chắc chờ hết mùa đông chứ sáng dậy muộn lười lắm. Nên đang muốn livestream thường xuyên hơn để luyện tiếng Anh. Cho em à, cho anh cho em tên anh được không, chứ gọi David mãi thì anh. Gọi David cũng 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 được mà. David Beckham à. Đang phải đeo các huy hiệu cho rồng để cho lên điểm nhưng mà hơi lâu, đeo dần dần vậy. Chờ đến dinner time thì hơi mất thời gian. Mỗi hôm đeo một tí vậy. Xem gió các bạn. Càng ngày cập nhật game càng màu mè, em chả thích tí nào. Mình cũng thấy nó chả có gì mới, cập nhật cũng chả gì mới. Nghe nói hôm qua bạn bạn Bùi Đình Tùng hay bạn nào bảo là cái sự kiện A với cả sự kiện D này là sự kiện cuối rồi. Sau khi mà xong sự kiện A Void hư không này thì nó game nó sẽ thay đổi gameplay, thì không biết có đặc sắc hơn không. Chứ hiện tại mình thấy khá là chán, vào thu hoạch các thứ xong là thôi, bạn bè các kiểu chả tương tác gì với nhau nhiều ấy nên là cũng chán, không có gì mới. Đã kể đánh nhau online được ấy, như các game khác ấy thì là còn phê. Ui, con này to trông đẹp quá, chứ nó cứ quanh đi quẩn lại chỉ như thế nên cũng chán. Mình thì chơi vui vui nên là nó không đốt nhiều thời gian, nên ngày vào thu hoạch tí thôi cũng cũng không vấn đề gì cả. Các kẻ đánh nhau online hoặc là gì đó hay hơn chẳng hạn, hoặc là quà lên cấp các thứ nó ngon nghẻ hơn, hoặc mở cấp rồng có thể giao trao trao đổi cho nhau được chẳng hạn gì. À, nhưng mà rồng đổi nhau thì mấy ông lại quay ra bán rồng các kiểu, game nó lại không thu được tiền, nó nhanh sập. Con cũng khóc chuẩn nhá. Hello, hello. Thằng con nó khóc quá, phải ra dỗ nó tí các bạn. Đến giờ đi ngủ rồi mà nó không chịu đi ngủ, nó cứ quấy nên là hơi mệt.
Ok, bạn mình cùng sinh năm 2004 à? Em không học gì mà vẫn tốt nghiệp được. Nghe nói bây giờ kiểu thi cử đại học các thứ có vẻ dễ hơn hay sao ấy? Ngày xưa mình thi cảm giác khó hơn. Mà đi thi phải phải nên là nội thi ấy, chứ không phải là tức là đăng ký trường nào lên trường đấy thi ấy, trung tâm của cái địa điểm thi của trường ấy thi ấy. Chứ bây giờ như là thi tại trường cấp 3 luôn. Sau đó xét điểm thi chung tốt nghiệp mới cả đại học xét điểm thì cảm giác nó hơi nhàn, còn khó hay dễ thì không biết nhưng mà nhàn, đỡ phải đi thi đi đi lại mệt lắm. Thanks for watching. Anh còn số mấy bạn? Anh không để xin để hỏi về trường một vài vấn đề với trường. Không, ngày xưa ở trọ cùng thôi. Không, giờ chúng nó mỗi người một nơi cũng không 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 liên lạc nữa. Chắc học phí bạn có thể search Google có mà, đầy đủ thông tin mà. Phí các thứ học theo tín chỉ hay cái gì đấy sao ấy, học phí thì ít nhưng mà chỉ có cái tiền thi lại mới tốn thôi. Đeo huy chương ở hay đâu bạn muốn nhá. Mình đang đeo huy chương để lên top 201.000 rồi, xem lên được top bao nhiêu rồi. 65, đeo hơi lâu, mày on sớm để đeo huy chương các thứ. Cái cũng nhiều huy chương tha hồ đeo. Hứa hẹn mục tiêu top 5. Top 5 server. Mình cũng ngại động vào cái bọn Legendary này đang làm trang trí đẹp xong lại động vào đây thì nó mất hết cái icon trên này, hơi hơi tiếc. Đeo mấy con ở bên ngoài này trước. Gần 65 thấy game chán thật anh ạ. Minh Tuấn nó chả có gì mới, sự kiện rồng mới cái thứ thì nó cũng không lên cũng được, không up được, chủ yếu là game kiểu sưu tầm ấy, thành ra là nó cũng không áp lực, chơi chơi vui vui thì chơi chứ còn giải như chơi, chứ còn game kiểu ăn thua thì chắc không 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 chịu được. Không biết hết sự kiện A còn còn sự kiện A không nhỉ, nếu không còn sẽ có event, sẽ có event gì nữa. Theo mình nghe thì bảo là sự kiện này sự kiện cuối rồi, sau đó sẽ thay đổi gameplay, thay đổi cách chơi các kiểu, nên là chắc sẽ có, vẫn có thôi, rồng khác các kiểu nhưng mà cách chơi nó sẽ khác thì phải, chứ tại vì tất cả các cái nguyên tố trước đều chơi theo một kiểu mà giờ thay đổi kiểu mới thì cảm giác kiểu không công bằng, chắc là sẽ khó hơn đấy. Nhưng khó hơn thì khó nó mới nói với khôn, chơi nó mới thú vị, chứ quen đi quẩn lại cảm giác nó chán đấy. Anh nghĩ game trụ được mấy năm nữa. Mấy game cùng thời con này như hỏng hết rồi sao ấy. Giờ game này sập mà không biết mình chơi game gì nữa. Chắc qua Dragon City chơi. Game đó cũng khá là cũ rồi. Xấu hơn game này thì phải nhưng mà hồi xưa còn chơi trên Facebook được thì phải. Chuyển qua chơi mấy game đánh theo lượt, đấu trường chân lý chẳng hạn hoặc cái gì đó. Mỗi ngày anh cứ ra video đều làm em nhớ lại hồi lớp 8 em mới chơi game này. Thế à, hồi đấy hay vào game hay sao? À, ý là hồi đấy mình ra video nhiều á. Hồi đấy máy cùi bắp lười lắm, giờ máy ngon rồi, mạng ngon mà sắp xếp được thời gian công việc các thứ thì up video trên đó anh em chơi.
lúc đấy lại buồn anh nhỉ, khó hơn mới vui, dễ quá nhàm lắm. Đúng rồi, mình luôn muốn thay đổi mà, chứ chơi như một cái format mãi nó chán. Như kiểu game offline ấy. Chơi thì chơi, không chơi thì thôi, nó không có sự ganh đua với nhau, không có cộng đồng, nó gây chán. Em nghe là thay đổi cách chơi sự kiện thôi anh. Thay đổi mỗi cách chơi sự kiện thì cũng chán, không có gì mới. Gameplay ví dụ đánh nhau online chẳng hạn, vào giờ ví dụ âm dương sư ấy, giống như âm dương sư khoảng 1 giờ đến 2 giờ PVP chẳng hạn, thế là người chơi online chọn random nhau theo cấp độ các thứ đánh nhau thì sẽ vui hơn là toàn offline. Con game cùng thời Game Lot là Gangsta Vegas. Mấy game của Game Lot lâu lắm rồi, anh cứ yên tâm. Mình cũng nghe nhà phát hành này có vẻ lâu lâu bền phết. Riêng về game đôi rồng thì chả game nào nhảy sắc nét như game này. Dragon City nhìn như hoạt hình. Dragon City nhìn nó xấu hơn game này thì kiểu chibi, nhưng mà cái cộng đồng của Dragon City có vẻ nó mạnh hơn bên này, thấy nhiều người lắm, group mấy trăm nghìn người. You speak English? Hello, how much gaming? I win. Speak English if have a question by English. But now I'm talking with Vietnamese. So I will use Vietnamese. Sorry about that. I also want to improve my English speaking skill. But don't have a viewer from other country. So I will focus on Vietnamese. Anh nghĩ sao đến game chuyển từ online sang offline? Online sang offline thế thì chán lắm, chán hơn. Offline thì nó sẽ hack được, có thể là sẽ hack được, tại vì dữ liệu các thứ lưu ở trên máy của bạn rồi, nên là bạn có thể hack được thì nó sẽ bị nhanh chán đấy. Online nó còn có tí ganh đua các thứ. Dụ như mình đang leo top đầu dòng này, là cũng phải ấn mỏi cả tay mới lên được vẫn 65 định mệnh. F1628 kết bạn đi anh. Bạn có chơi ở trên server Windows không để mình kết bạn? Vào cái trang, vào cái phần kết bạn của mình nó hơi lâu, load hơi lâu. Add friend này, paste code này, copy để ra đây là nó bị F1628 enter. Level 100 à, ngon đấy, 5 năm rồi cơ, gớm. I don't understand, but enter me. Để thằng con lại khóc, nhức đầu quá. Tiền thì lấy đâu ra bồi thường cho đờ mà can dây lạp hơn 100 triệu. Game nó sập thì nó là chuyện của sập chứ, đền bù hay không thì hên xui.
xác định nạp thì coi như mất chứ trông chờ gì người ta đền bù đâu. Ở Việt Nam thì hay gói trò là game này sập nhưng mà sẽ hỗ trợ chuyển sang cái game khác, chuyển coin, chuyển xu kéo sang game khác để chơi tiếp. Dragon City ra trước Dragon Legend, đúng rồi. Hồi đấy mình chơi trên Facebook thì phải chứ chưa có phiên bản download về máy, cũng chưa có tiền mua máy tính xịn nên là cũng chưa chơi được, sau này mới chơi được Dragon Maya Legend. Bạn có nạp nhiều tiền không vậy? Mình cũng nạp ít, đủ lên được VIP 20. Ngày xưa thì nạp qua điện thoại mobile thì phải, xong là cái hồi mà cái con mắt này nó vẫn còn này, nạp thì nhắn tin 15.000 được mấy chục game sao ấy, nạp chơi chơi mua VIP các thứ, sau này đi làm rồi thì có visa thì sẽ nạp được nhiều hơn. Mỗi tháng tức là mình tiêu tiền thì mỗi tháng không khoảng một khoản để cho game thì cứ nạp vào đấy thôi, khoảng 500.000 chẳng hạn, dần dần nâng lên, không cày cuốc, không nạp nhiều như các đại gia khác. Nạp nhiều thì nó tích lũy vào thì nó sẽ nhiều thôi. Ngày xưa ấy, thì nạp game này nó sẽ được tăng level VIP nhanh, bây giờ dân giàu lên thì phải, nên cái level VIP nó giãn ra ấy. Thế là phải nạp nhiều hơn mới được cái level đấy, mình nhớ là như thế. Chơi giải trí anh ơi, không chơi nhiều lên ngại cày rồng. Mình thì cũng đang giải trí thôi, cũng không cục xúc cho lắm, nhưng mà thấy có cái top đầu rồng này là phải cố gắng. Top 5 thì đã hứa. Anh xài phím cơ à? Mà sao em nghe cóc cóc vậy? Mình xài phím cơ nhưng mà cơ rẻ tiền, con này có hơn triệu, triệu hai sao ấy. Aerial đang định thay con khác, chờ con này nó hỏng hơi lâu, tại vì trong phòng mình không bật đèn nên là kiếm con phím nó có đèn nó sáng thôi, chứ cơ hay không cũng không quan trọng lắm. Anh lên VIP 20 được mấy năm rồi đó bạn? Hình như cũng được mấy năm rồi. Hello bạn, Zuli bị lú. Hôm nay em được lăn mấy cái Hunter mở một lần, lăn mấy cái vé một lần mở dương. Hên vãi, 50 là rút ngắn khoảng cách rồi. Em xài cơ 300k này anh, phím cơ 300k á? Mitsubishi à? Mitsumi à? Bàn phím ngon nhất, vẫn nhớ cái bàn phím ở quán net ngày xưa, màu trắng Mitsubishi hay Mitsumi đấy, gõ sướng, chó lòng. 1M2 bền lắm, đi thay làm gì? Tại vì cái bàn phím của mình thì nó lại không có các cái phím tắt kiểu để tăng giảm âm lượng ấy, hoặc là next bài hát các thứ ấy, mà nó chỉ chỉnh đèn bàn phím như thế, nắm nút cũng hơi bất tiện. Nghe nhạc các thứ, đơn vị đang chơi game này muốn điều chỉnh âm lượng các thứ lại phải kích chuột ra ngoài hoặc cái loa để điều chỉnh, nên là hơi bất tiện, muốn đổi con bàn phím khác để cho nó có phím tắt dùng nó tiện hơn. Sao anh không xài hết đi trong túi đi anh, hơn 1.200 ngày. Mình lười xài, lâu lâu mua vậy chứ cái đấy để làm kỷ niệm cũng chẳng muốn dùng. Sau này khoe chẳng hạn.
chắc phải chờ sự kiện dinner time để book cho nó ăn xả phút lên nhanh hơn. Dạo trước còn có mấy em gái xem livestream mà dạo này không thấy xem nữa. FL từ F1 đến F9 có thích hợp mà anh? Chắc tôi không biết đấy. Không, của mình từ F1 đến F12 luôn. Nhưng mà nó chỉ là các cái ký tự, tức là các cái thể loại chế độ đèn bàn phím thôi. Ví dụ sáng một góc hoặc là sáng từng phím hoặc là ấn kiểu, mình thử hết thể loại rồi. Bọn Dareu nó không 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 có mấy cái phím đấy, nên là những cái bọn khác nó có hẳn phím ngoài ở bên phím rời bên ngoài cơ. Hoặc bên trái nó có một dãy phím kiểu kết hợp luôn ấy, chơi game có thứ bấm một phát đấy là được 2-3 phím ấy. Nhưng mà là có tiền mới mua được, giờ đang nghèo. Nhìn like auto mỗi lần được luôn. Con tức là dòng tháng dạo gần đây thì có vẻ like dễ hơn thì phải, ngày xưa like chật vật mãi không like được, giờ thì like khoảng dưới chục lần thì được, còn dùng double x thì chắc được 20 lần là được thôi, cứ chọn một con 3 nguyên tố, một con 1 nguyên tố cũ đủ là được. Các bạn có thể vào trong web của mình nhé, dragonmania.net ấy, xem các cặp để like. Mấy cặp đầu tiên ấy thì nó khá là ổn áp. TikTok, dòng TikTok. Phím của Aco ngon lắm. Aco à? Mình chưa thử, mình chỉ chắc ngắm mấy con để rẻ 1-2 triệu thôi. Thương hiệu cao đắt này không mua được. Quỳnh, phím Bluetooth à? Bluetooth được coi dùng pin không đấy? Đang chơi hết pin thì hơi phiền. Đeo mỏi cổ được 204.000, định mệnh lâu thế. Này đeo một cái hiệu màu xanh vào thì 300. Ý, tí nâng cấp khoảng 400, ta đeo mỗi cái này 100 thì ở đây 78 cộng 12, 78 12 là 90, 97 khoảng 100. Đeo hết đống này lên đến mới được 10.000 điểm à? Đeo hết đống này đem được 10.000 điểm á. Thế được có 215.000 à? Hơi đuối nhỉ. Clan của anh ở League of Legends vậy. Năm đâu, đang ở 1 sao hay là 2 sao ấy? Tại vì các sự kiện clan mình có tham gia mấy đâu, nên là toàn bị tụt cấp thôi. Clan đang ở cấp 1 hay cấp 2 ấy. Cấp 2. Pin 6 tháng thay một lần. Ok, Aco ở để hôm nào mình thử search về cái phím ấy xem. Mỗi ngày anh nay từ mấy giờ đến mấy giờ vậy để em còn biết, thỉnh thoảng vô xem.
Cái còn tùy hôm nào mình rảnh thì mình like sớm, con nó không quấy khóc thì like sớm, mà không thì like muộn, chắc khoảng 9 giờ kém, 9 giờ kém đến 10 rưỡi tầm tầm đấy. Cuối tuần thì chắc chắc cũng tầm đấy thôi, còn phải trả bài nộp thuế các kiểu nữa nên là cũng không 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 sớm hay không muộn hơn được, nhưng mà không giờ đấy, 8 rưỡi đến 10 rưỡi. Các bạn nhớ chú ý đón xem. Mạng chậm quá, mạng buổi tối chậm vậy. Ban ngày thì lại không livestream được, ban ngày chắc các bạn cũng bận chẳng xem được. Đèo mẹ nó còn xanh cho nhanh, nhà báo việc có đeo cái xanh lá đến bao giờ. Lên thêm huy hiệu Legendary đi anh. Lên thì nó lại dẫn đến một vấn đề là một con ở trong 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 đội mình nó khỏe quá, xong là cái bọn Zhongyao ấy nó lại lấy theo cái con mà mạnh nhất trong team, nó giã lại bọn còn lại thì cũng hơi là ngoằng, nên là mình cũng đang chưa 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 lâng. Nếu lâng thì sẽ lâng co cái acceptance thôi, có một cái one wonder để búp rồi lâng tiếp acceptance thôi. Pin rẻ bèo, vừa dùng pin trực tiếp hoặc sạc dây cũng được. Có vẻ hợp lý. Mình đang đang mua bể đang đang nghiên cứu bể cá, mua bể cá. Các bạn nào chơi nuôi cá cảnh không? Hello, Anderson. Lên một cái tốn lắm mà còn đã đủ đâu. Dạo này mình ít mở dương huy hiệu lên nào, cũng chả có hiệu mấy mà lên cấp. Tốn 10.000 điểm mới được huy hiệu màu màu tím hay cơ, nên là tạ tốn lắm.
tuần này giờ mới xuất hiện à? 10 giờ. À đủ, như vừa em vừa nãy nhìn có phải đi đi nơi tham không nhỉ? Đủ mà. Con chó này, ha ha, đi con của chúng tôi à? Được đấy, bắt đầu xả phút thôi anh em, thời đến rồi. Mai thứ bảy mà mình làm thứ hai thứ sáu thôi, thứ bảy được nghỉ. Đúng tối nay có đi dinner food luôn, định mệnh ý trời. Xả phút thôi anh em, con này phải lên 30. Cứ tưởng phải tuần sau nữa mới có mà có luôn. Ý trời. Đói. 550 điểm. Nâng cấp tiếp. Xem được bao nhiêu điểm. Bạn toàn đây ở làng đầu thật á, có gần đỉnh đầu không? Năm trăm năm mươi điểm. Ở đây bao nhiêu điểm? 400 à? Chả nhớ nữa. 750 điểm luôn. Mỗi cháu 1.000 điểm. Ok, các bạn đang học máy chi à? Trước mình cũng đang học, trước mình cũng học ở máy chi ấy. Tốt mấy rồi á? Để xem tốt mấy. 54 rồi. Được đấy. Tròn vãi, tưởng không ai chơi cơ, có người đồng hương chơi. Up lên level 30 xem được bao nhiêu điểm. Ba sáu năm bốn năm mươi à, 100 điểm à? Chết rồi, có tính nhầm không nhỉ? Kêu MA game sang ủng hộ mà không thấy đây. Sao ủng hộ như nào? Để thằng con lại khóc. 450 điểm. Ủng hộ như nào nhỉ? Sang kéo người sang xem à? Giờ không CHS nữa, không chơi nữa, nhưng xem anh chơi hớ ghê. Xong chơi nữa à? Bạn chơi game khác hay là không có thời gian chơi? Xem cũng được.
Mình cũng bận không thời gian chơi game mới, lại chơi game cũ này vậy. Triệu thức ăn. Nếu biết có tính nhầm không, đây là top top 5 không nữa. Không chơi nữa, xem anh chơi thấy vui. Cảm ơn bạn nha. Đúng rồi, giờ thì tập trung vào học đi, đừng có chơi game nữa. Ngày xưa mình chơi game khá là phí thời gian, để thời gian đó học đối ngữ ấy, tốt hơn. Sau này có điều kiện rồi thì chơi game tuy cảm giác nó không bằng ngày xưa nhưng mà nó đỡ vất vả hơn, chứ tuổi trẻ mà cứ chơi game nhiều già lại khó thôi. Anh lấy tên em đặt cho rồng của anh được không? Nếu được thì con Isis. Ok, mất gì đâu. Cho mình tí mình đeo hiệu cho con này đã. Thằng con lại khóc, nhức đầu vãi. Thank you.
Tùng Tùng BD nhá. Tùng BD. Tên này dài quá không là được gì cả. Chào bạn Ngân Trần nhé, con gái à? À, mình 30 tuổi rồi bạn nhé. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Chào bạn Ngân Trần nhá, xưa xem nhiều lắm à. Ừ, dạo này mình mới có đủ đồ nghề và thời gian để livestream chém gió với mọi người. Nhiều người khá là bất ngờ khi biết mình là người Việt. Thank you.
Hello bạn Quân Lê. Top 50 chưa? 48 rồi. Lâu phết. Đấy, Dinner Time đã đến rồi, mất công mà cho ăn. Anh ơi, chị Huỳnh Thanh Trang muốn anh đặt tên của chị ấy cho dòng của anh có đồng ý không? Mất gì đâu. Thích thì mình đặt thôi. Thanh niên đấy như trông xinh gái thì phải. Nhưng mà tên của cái game này không đặt được dài sao, chắc chỉ viết tắt thôi. Thanh niên sinh năm bao nhiêu? Chắc chín mấy, 2000. Hết gần 500 triệu rồi. Gần 500 triệu thức ăn được rồi. 2B15 rồi, còn 2B1. Thế khoảng 50 triệu. Xong vẫn top 1 đi lơ tham. 57 triệu. Ôi, đã có ông mình đã xuống top 2 rồi. Ủa, ông ấy cho chắc cho dòng to ăn 189 triệu luôn.
Mimosa. Ok, để mình đặt tên. Choronosat. Đây. Adam, tên đang là Adam. Visit. Chết rồi, bị mất cái huy hiệu rồi. Mất cái điều gì nhỉ? Icon unlock. Ok, bạn ấy tên là Trang à? Huỳnh Thanh Trang. Thanh Trang. Trang HT nha, Trang hết tiền. Huỳnh Thanh Trang. Con này vậy 600 điểm đeo vào là thành 800 điểm. Hai trăm mười bốn nghìn rồi. Tên là Mimosa chứ không phải Trang HT à? Giờ có clip về anh chắc 8 rưỡi 9 giờ gì đó mới rảnh. Mình ngủ rồi hả? Đi ngủ thôi, mai còn đi học. Mình chắc cũng chuẩn bị nghỉ đây, chắc mới riêng đi nghỉ thôi, khuya rồi. Chắc cố gắng trong mấy ngày sự kiện dinner time phải cho ăn hết. Mở tay phết. Chắc mình 2 ngày mình mới livestream một lần, tại vì nhiều việc khác nữa, mình còn phải làm thêm ở nhà các thứ nữa, không chỉ chơi game nữa, nên là chắc 2 ngày, cố gắng 2 ngày livestream một lần, 8 rưỡi tối đến 10 rưỡi tối thôi ạ.
Can I earn 500 game without paying money? This is a hard question for me. So I think you can get the game from Zungeon better. If you are lucky man, you can get 100 purchase with a 5 times. You will get the 500 game. I think Zungeon is a good resource. Xin lỗi vì là mất cái hiệu D của anh. Không sao, tại vì mình đang muốn đua top thì xác định là mất mấy cái con đấy rồi, lên mấy con bên ngoài trước, nếu mà không đủ thì bắt đầu mới sờ vào cái đống đấy. Cái đấy để trang trí đảo đẹp phết. Hi Iron, you are welcome. Thank you. Can I see the strongest dragon? Yes. I think this is my strongest dragon. Coated dragon. With 900 trillion health. And 100 trillion dams. Mai có sự kiện thức ăn hay gì mà anh sợ nhiều? Bây giờ đang có rồi mà. Qua 10 giờ là nó có sự kiện của tuần rồi mà. Đang xả tới tối rồi. Mười giờ 33 rồi. Lúc nữa đi ngủ rồi, cảm ơn anh em. Điểm yes, I saw my strong red dragon. Đúng rồi, đang sự kiện tiêu phút rồi. Xả phút. Thôi mình cũng chuẩn bị off đây, khuya rồi, ngủ mai còn dậy cơm nước chậm bố các thứ.
Ok, bye bye các bạn. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Hi hi. Lên chuồng đây, buồn ngủ. Xem tốt bao nhiêu, 40 chưa? 14 à? Tay phép nữa. Ok, cảm ơn bạn nha. Livestream 2 tiếng luôn. Đau lưng vãi. Mama tôi phát hiện chơi game này á, xóa hết, thế là quit game, clan tàn, đường bay đâu hết rồi, hả, Nguyễn Ngọc Hoa. Chơi game này nó cũng đâu quá đáng lắm đâu nhỉ, nó không tốn nhiều thời gian nữa. Chắc phụ huynh bắt học nhiều quá à. Cái này vui mà, có bạo lực đâu, sưu tầm nha. Hello, Maximus Royal. Sao lại bay màu nhỉ? Lick không chơi thì vẫn còn đấy mà, bay màu sao được? Vào lại chắc vẫn còn mà.
nếu liên kết với cả Facebook có thứ là vẫn còn mà. Thôi nghỉ thôi anh em ơi, hôm nay livestream gần 2 tiếng rồi. Bye bye mọi người nhé, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nhé. Bye bye. 217.000. Mỗi hôm áp được có 10.000 rồi. Thọt quá nhỉ. Sự kiện này có 2 ngày. Hơn 2 ngày. Ok, bye bye các bạn. Ngủ thôi, khuya rồi. Mình cũng chuẩn bị lên chuồng đây. Đây, cái chơi Roblox. Cái đấy mình cũng chơi thử rồi nhưng mà thấy khó khó chóng mặt kiểu gì ấy. Chơi thử thời gian xong là thôi không chơi nữa. Ô, mấy con này vẫn chưa đeo hiệu à? Yes, I'm talking Vietnamese with the Vietnamese people. So I can speak a little English with you. Let me know your question. Now it's late. I need go to sleep. See you tomorrow. Have a sweet dream. Con này bị rollback lại sao nhỉ? Vừa đấy cho đeo hiệu hết rồi mà. Ok, bye bye các bạn. Mình cũng lên chuồng đây. Cố, 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 cố.